đăng tiên này, đăng tiên thiên thần thiên ngoại tiên, bạn còn ba nấc nữa thôi là bạn ấy lên cảnh giới cao nhất rồi đấy, nữ đế nha anh em. Giáp này, lịnh phạt này, mão này. Đấy, cái nội ngoại thủ của cơ bản của mã các bạn nhìn kéo 4k7 ở dưới nó là toàn mỹ là 2k8. Tuy nhiên cái dưới này nó không đúng đâu nhé, không đúng nó ghi như vậy thôi, không đúng đâu. Và vì sao nó không đúng thì mình không quan tâm lắm, không có ý định để quan tâm cái này lắm, là vì sao lại không đúng cả, chỉ biết là không đúng thì thằng nào chẳng không đúng. Đây cái này là 1891 này này, còn này bạn này là bạn này chơi hướng về công, nhưng mà tầm cỡ mà lên được đăng tin rồi thì thực sự chia sẻ các bạn là mấy cái trùng thế này không là cái gì cả, nhưng ở đây có thể là bạn đang cất kho hoặc để tên này bạn đang mặc này thôi. Cỡ mà lên được đăng tiên rồi thì thật sự là mấy cái trùng đối với người ta không là cái gì cả, trùng rẻ lắm mà bạn, trùng với cả thằng phong là rẻ lắm. Đây rồi, con này là bao nhiêu đây, 2388 này. Đấy, skill này cũng cẩn thận này, nhánh này giống hết skill con của mình luôn này. À, đâu có con chó để ăn kia thôi. Chó để ăn kia. Con gấu nâu này mình ốp theo nhánh khác, gấu nâu này ốp cho Ngami nhánh khác.